Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bà đồng tham. Như là tham thiền là đang thực hành bát nhã, nó thành cái bát nhã trên cái sự quán chiếu bát nhã và hành thâm được bát nhã, thầy sẽ chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ách. Cái ý nói là mình hành bát nhã chân thật đó, thì sẽ ngộ được á, ngũ uẩn là giải không, là chiếu kiến thấy thấy và kiến tánh ngộ đó. Ngũ uẩn giải không tức là tứ đại giải không, thì không có ngã chấp, không có thọ khổ, cũng là lìa tất cả những cái khổ ách, độ tất cả, là lìa đó, độ tất cả khổ ách, những cái sai lầm, những cái phiền não. Thì phải có sự thực hành, giống như là chúng ta đói phải ăn, ăn thì sẽ được no, mà ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không có ai tu dùm cho ai, không có ai ăn no dùm cho ai, phải tự mình tu. Thì cái sự tu để liễu thoát cái sinh tử này chỉ có cái pháp bát nhã của Phật đó thì mới có thể thoát khỏi cái khổ của sinh tử, của cái năng sở ngã chấp đó, của cái phân biệt trong tương đối, thì chỉ có cái bát nhã mới là làm được thôi, mới thành tựu được, tức là thuốc bát nhã mới trị được cái bệnh sinh tử của chúng ta thôi. Mà phương thuốc đó là được Đức Phật Thích Ca phát hiện ra, hành đúng cái phương pháp, đúng cái tông chỉ giải thoát của Phật á, mà truyền xuống cho chư tổ, tổ tổ tương truyền cho tới ngày nay, đi đúng với cái chánh pháp, đúng cái mà Đức Phật Thích Ca tâm huyết đó, là nói về cái bát nhã, thực hành đúng cái bát nhã. Mà tổ sư cũng nói ta đang tham thiền là đang hành đến cái bát nhã, chứ không có khác. Mà bát nhã thì là một cái pháp cứu cái thế gian, mà cứu cái khổ, cái sinh tử, cứu khổ sinh tử của tất cả chúng sinh, nên nói đó là cái gia bảo ba đời của mười phương chư Phật, tự tánh của tất cả Phật và chúng sinh chúng ta đó. Không không có ngoài, không có khác, giải pháp trở về tự tánh và ngộ được tự tánh, đó là cái cần thiết. Nên trong tất cả các kinh điển, giống như là cái kinh Đại Bát Nhã, cái quyển đầu mới vào những cái trang đầu, Đức Phật cũng đã nói cái pháp thân bát nhã đó. Hay là nói là cái pháp thân xa lợi đó, là cái pháp bát nhã này. Nhiều đời thì chạy chỉ thích chạy trên cái tướng, trên cái danh, cho nên không biết cái xá lợi từ thân Phật, là xá lợi của Phật đó, thiêu đốt ra cái thân tứ đại đó, đốt thành xá lợi. Người ta cung kính, ta quý trọng, mà ta không biết cái pháp nào thành tựu được cái thân xá lợi đó, đem đến cái pháp thân xá lợi đó, thì Phật nói đó chính là cái bát nhã mà Đức Phật rộng thuyết trong 22 năm để cho chúng ta nắm bắt được, cho chúng sanh có thể thẩm thấu được cái phương tiện chấm dứt cái khổ đau, cái sinh tử. Thì nói với lại người hành giả tham thiền, chúng ta có những hàng những vị chúng ta chỉ biết tham thiền thôi, và tin từ tâm chỉ đề thoại đầu khởi như tình, thì không thấy cái gì là bát nhã, không thấy, mà thực sự ra đang hành trên cái bát nhã, giống như là chúng ta rõ ràng là đã đang đi rồi, chứ không có cần phải nói đang đi mà cứ hô tôi phải đi, tôi phải đi. Đã đi rồi thì không có nói tôi phải đi nữa. Nhưng khi đã uống thuốc rồi không phải đi tìm thuốc nữa, hay là chư tổ hay ví dụ nói đã cưỡi trâu còn đi tìm trâu, đã hành bát nhã không cần đi tìm hiểu, đi tìm hiểu thêm. Nên cái nghĩa mà gọi là hành khởi giải tuyệt, mà cái ý nói không tìm hiểu thêm không phải là không cho tham học,
mình phải tham học để nắm cái tông chỉ để mà thực hành. Giống như hỏi tham thoại đầu là như thế nào, thế nào đúng nghĩa thoại đầu, vân vân, thì đó là mình đang chiếu cố, đang hướng về, đang tham học để củng cố niềm tin tự tâm và để rõ cái phương tiện tu tập, chứ không phải là đi chạy lên tri giải thêm. À, nhưng mà cũng có những người người ta không do không có chịu thực hành mà thích đi phân biệt, cho nên nó thành ra chạy lên tri giải, tri kiến. Nên đợi cái điểm này, cái chỗ này là mình phải khéo khéo dùng, khéo phân biệt, chứ không khéo thì mình lại hiểu lầm do thiếu cái sự công phu, thiếu sự tu tập. Có công phu, có sự tu tập, chúng ta mới nhìn ra cái ý Phật, ý của tổ, ý của Thiện Tri Thức muốn mình thực hiện như thế nào, chứ không phải mình cứ đi tìm. Giống như là Thiện Tri Thức của chúng ta nói, có nhiều vị theo lâu năm cũng thực hành đủ hết á, mà vẫn không hiểu được hai chữ thoại đầu, không hiểu được chỗ thoại đầu, đâu nó không hiểu được, không hội được cái nghĩa hai chữ thoại đầu, thì làm sao gọi là tham thoại đầu. Nhưng mà vẫn cứ đi cho là đi tìm hiểu, chứ không phải ứng dụng đâu mà thực hành. Đi tìm hiểu rồi ta cho là như thế này như thế kia, rồi biểu phải thực hành, giải trên cái thực hành, thì giải thực hành đó, biểu thực phải làm á, làm phân tích ra, phương tiện ra, bày ra thêm để mà mình thực hành, nhưng mà lại không chịu thực hành, mình lại phân tích thêm. Ví dụ nên năng là đề, tức là hỏi câu thoại, nhìn thoại đầu, bắt đầu mình lại sinh ra cái suy nghĩ, hỏi như thế nào là nhìn ra sao, bắt đầu lại là cho là hỏi riêng rồi nhìn riêng, hỏi trước rồi nhìn sau, nhìn trước rồi hỏi sau, rồi lại nhìn trên cái chữ văn tự, nhìn cái chỗ trống rỗng không không, bắt đầu sanh ra đủ thứ. Mà cái đó là trên cái tri kiến phân biệt, tri kiến hiểu biết, chứ không phải là cái sự công phu. Mà không chịu tham học, vẫn không chịu tham học, mà cũng không chịu công phu, thì nó không biết tham học, thì nó oan uổng. Mà cái chạy trên cái tri kiến thôi, chạy trên cái sự cầu, chạy trên cái sự đắc, ở cái sơ sợ, tức là ôm cái ngã chấp mà đi. Thì ôm ngã chấp mà đi, ôm vô minh mà đi, thì nó cũng là vô minh và ngã chấp, không có lìa khỏi vô minh ngã chấp. Thế bây giờ thì hỏi phải làm như thế nào, làm như thế nào để đi cho đúng cái tông chỉ, làm thế nào để thực hiện được cái bát nhã này. Phải miệt mài, phải phát một cái đại tâm vọng mãnh đó. Tinh tự tâm để phát một đại tâm vọng mãnh, một cái tâm, một cái chí kiên cố. Giống như Ngài Trần Phong á, giảng dạy nhưng mà rồi cũng nói ra cái căn bản của hành giả tham thiền, phải đầy đủ ba cái: mắt tuệ sáng, ly tánh thông, chí kiên cố. Cũng phải trên sự thực hành thôi, thì nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Từ cái sự kiên cố thực hành, miên mật thực hành, nói kiên cố thực hành, miên mật thực hành. Thực hành không phải là mình ghi chặt, mình nắm chắc, hay là gồng mình như thế nào, hay là rặn ra ra sao, không phải. Cái tâm suy nghĩ tư duy như thế nào, mình để lên cái công phu mình rõ ràng minh bạch như thế nấy thôi. Thay vì suy nghĩ lung tung thì mình để thoại đầu một cách nhẹ nhàng mà liên tục và không có đứt đoạn. Cho nên Thiện Tri Thức chúng ta cũng nói, cho dù cái nghi nó không có, hay là giống như ngày lễ Hư Văn đó, nghi không có, ngày lễ Quả nó nghi không có, nghi không có hỏi giống như niệm mà. À, nhưng mà hỏi như niệm, cứ hỏi đi, đừng niệm, cứ hỏi. Hỏi rồi nó sẽ phát khởi được nghi tịnh. Lúc đó nó lìa được thọ vĩ, đi đến thọ đầu. Nếu ngày Hư Văn nó có thể 5-7 tháng đầu chỉ ngồi trong thọ vĩ, tức là ngồi chỗ phân biệt, ngồi chỗ chấp trước, chứ chưa lìa được thọ vĩ. À, thì sau 5-7 tháng đó mới lìa thọ vĩ, thì là trên đường hướng về thọ đầu. Biết, bắt đầu biết tham học, rõ đến sự tham học. À, nhờ sự công phu mình mới có thể đột phá được cái chỗ đó, lìa cái thời vĩ để tiến đến thời đầu, chứ không phải mình không chịu tham học, mình không chịu công phu, hay là mình á công phu mà không chịu tham học một cách kỹ gọi là ôm cái ngã chấp của mình á, cố chấp của mình á,
Tôi cũng nghe, nhưng mà tôi đã y người, tôi đã ý thức, đó là đi ngược lại cái tứ y của Phật. Cho nên bất chấp cái khuyên càng càng gián nào, đó là cái tệ của mình, đó là cái dở của mình. Cái không chịu tham học, không chịu hạ mình, không không chịu buông xuống cái ta đây, cái bản ngã, nên khó mà thực hiện được cái niệm bát nhã, khó mà có thể thực hiện được cái pháp tham thiền, hành được cái công phu, khởi được cái công phu. Do đó những cái mà phần lớn người hành giả chúng ta cũng vấp phải rất nhiều chứ không phải ít đó. Cho nên đó là một cái nhắc nhở để chúng ta biết mình đang ở vị trí nào, có thể lìa được thời vị chưa, có thể đề khởi được công phu chưa, hay là bắt đầu mình phải chỉnh sửa lại. Cho dù mình đã nhiều năm rồi nhưng mà nó không có phải mình có thể bỏ, biết sai thì đừng bỏ, đã sai đã lầm nhiều năm mà nhận ra sai mà còn cố nữa thì nó oan uổng, mình sửa lại từ ban đầu. Không có gì là trễ, không có gì là mất mát, tự tánh là đầy đủ sẵn sàng, có cái chi đầm mất thì phải đi cho nó đúng, đi cho đúng, hành cho nó rõ. À, thì lúc đó tự nhiên chúng ta có cái sự, cái niềm tin tự tâm, cái chắc chắn trong cái sự thực hành của mình, có tin tự tâm, có chắc chắn trong cái sự thực hành. Còn nếu mà không có đủ niềm tin tự tâm, cái thực hành ta mơ hồ, bị người này nói kiểu này là nghiêng qua ngay ở đây, bị người khác nói nghe cái kiểu khác, lý luận khác nghiêng qua bên chỗ khác, cứ giống như là ba phải vậy, ta nói gì cũng hiểu cũng theo hết, cuối cùng mình không có làm chủ được chính mình mà bị cái bên ngoài nó làm chủ, bị cái năng sở nó làm chủ, bị cái tương đối á, tại cái lý mà cái lý nó làm chủ, cái vô minh với ngã chấp nó luôn luôn khống chế mình, làm chủ mình, chứ không phải mình lấy y theo cái tự tánh mà hành á. Lấy cái pháp á để mình y, để mình nương, mà mình cứ y theo cái người, mà không phải y nơi cái trí, mà mình cứ y nơi cái thức, nên đi nghịch lại cái lời của Phật dạy. Thì đó là những cái chúng tôi muốn nhắc nhở và chia sẻ hiện tại, vì là có những gì thắc mắc đối với sự công phu tu tập, xin kêu mình dạy đề ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.